Video tiết lộ 235.000 người Trung Quốc tự tử vì nợ nần chồng chất. Nền kinh tế khủng hoảng đang khiến hàng trăm triệu người Trung Quốc phải vật lộn với các khoản nợ khổng lồ. Nhiều người rơi vào tình cảnh tuyệt vọng không lối thoát. Thậm chí một video trên mạng gần đây nói rằng có tới hàng trăm ngàn người đã tự tử vì nợ trong năm 2023. Ngày 19 tháng 1, một video do người dùng có tên Lee đăng trên mạng xã hội X cho biết vào năm 2023, 235.000 người Trung Quốc đã tự tử vì nợ nần, cao hơn nhiều so với Hàn Quốc. Tháng 5 năm 2023, người đàn ông họ Quách đến từ Trường Sa, Trung Quốc đã sát hại dã man cha mẹ mình cùng người vợ 24 tuổi và đứa con 4 tuổi, sau đó tự kết liễu bởi vì anh ta đang mang khoản nợ hơn 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 3,4 tỷ Việt Nam đồng. Video còn cho biết, tháng 5 năm 2023, bà Vương, chủ nhà hàng Phú Sĩ, không chịu được áp lực của những người đòi nợ nên đã để lại thư tuyệt mệnh, sau đó đốt than tự sát. Tháng 6 năm 2023, một người đàn ông ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên nhảy xuống sông Trường Giang tự tử vì nợ tiền vay trực tuyến hơn 100.000 nhân dân tệ, khoảng 345 triệu Việt Nam đồng. Tết Trung Thu năm ngoái, ông trùm cổ phần tư nhân Quang Thiện Tường, được mệnh danh là Warren Buffett của Trung Quốc, cũng tự tử khi mới 38 tuổi. Thông tin này đã gây chấn động giới tài chính Trung Quốc. Có tin đồn rằng, lúc sinh thời anh đã đặt cược rất nhiều vào cổ phiếu bất động sản, dẫn đến các sản phẩm quỹ của anh bị thua lỗ nghiêm trọng. Một số nhà phân tích tin rằng, việc thiếu sự giám sát trong môi trường đầu tư của Trung Quốc đã khiến Quang Thiện Tường, người tin tưởng vào đầu tư giá trị, trở thành nạn nhân. Cái chết của anh phản ánh chân thực tình trạng suy thoái kinh tế của Trung Quốc. Về vấn đề này, ông Thái Thận Khôn, nhà bình luận tài chính ở Hoa Kỳ, nói với VOA rằng, ở Trung Quốc, dù là thị trường chứng khoán hay toàn bộ môi trường đầu tư đều không khác nhiều so với sòng bạc. Hơn nữa, sòng bạc còn có một số quy định, trong khi chứng khoán, thị trường vốn của Trung Quốc lại không có bất kỳ quy tắc nào. Nếu coi trọng đầu tư giá trị, cuối cùng có thể bạn sẽ mất hết tiền. Giống như khi Evergrande lần đầu gặp nạn, rất nhiều nhà đầu tư vào cuộc vì nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc chắc chắn sẽ ra tay giải cứu, nên họ mua vào rất nhiều trái phiếu Evergrande, nhưng hiện tại có vẻ như họ đã đặt cược sai hướng. Đáp lại, một số cư dân mạng đại lục nói trong tuyệt vọng, chắc hẳn còn rất nhiều người xếp hàng phía sau chờ chết. Theo tin tức từ mạng xã hội Snowball, dành cho các nhà đầu tư đại lục vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy, trong nửa đầu năm 2023, số lượng con nợ ở Trung Quốc đã lên tới 780 triệu người, trong đó khoảng 310 triệu người quá hạn, số người vi phạm pháp luật đã vượt quá 8,4 triệu người. Số người mắc nợ, nợ quá hạn ngày càng tăng, ai không trả được nợ sẽ bị coi là người vi phạm pháp luật. Nhiều hạn chế khác nhau được áp đặt lên những người dân và doanh nghiệp này, đặc biệt là những hạn chế đối với hoạt động kinh tế, vận chuyển. Về cơ bản, điều này gây ra cái chết mang tính xã hội của những con nợ và công ty mắc nợ.